Dạo gần đây về OTB thì là Phương Nhi. Thì không biết là Phương Nhi với ai? Chị bị low key ấy, chị bị không update ấy. Em với chị luôn phải link. Ủa? Em với chị luôn thì link. Giải nhắn thích đi. Đúng không chị Hà? Ủa sao chị biết? Sao chị không biết được? Drama quá nè. Sao cái like rồi, sao anh giật tóc em mà. Sao lần thứ Thái đó chị Hà?